không nhọc lòng. Xong, và đây là bọc hàng cuối cùng mà mình sẽ chuẩn bị cho cái buổi unbox ngày hôm nay. Toàn bộ 100% là hàng chưa bóc, chưa mở, chưa xem, và tất cả đều là những bộ trang phục rất lồng lộn mà mình đã chờ từ rất lâu rồi để hôm nay được unbox mới tất cả. Và giờ chúng ta cùng unbox nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hồng Anh, biên đạo của Vũ đoàn Fevery. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Vũ đoàn Fevery. Hôm nay thì mình sẽ unbox khoảng 9 bọc đồ mới hoàn toàn 100%. Và lần này đây có lẽ là clip đầu tiên mà 100% tất cả những bọc hàng mình chưa từng bóc, chưa từng xem. Và hôm nay là để dành khoảng tầm 1 tuần nay rồi để chờ những cái hàng mới về và bóc cho nó vẹn nguyên cảm xúc lúc lên hình. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta cùng unbox nhé. Bọc đầu tiên này là một bọc được gia cố không cẩn thận cho lắm, chỉ cần bóc ra là được. Cái này là áo dài. Có 2 mẫu áo dài trong bọc này, đều là áo dài đính kết cao cấp. Đầu tiên là cái mẫu này nhá. Cái mẫu này mình nhớ là mình đặt nhiều hơn, nhưng mà hình như là mới chỉ về size S trước. Còn cái size lớn hơn, size ML, XL nữa thì họ có hẹn mình là họ sẽ trả sau. Nên là hôm nay mình cứ bóc trước nhá. Áo màu hồng, áo dài màu hồng rất là xinh. Wow, 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 xinh thật sự. Cái chai và những cái phần lấp lánh trên cái áo này thì đều được đính kết thủ công. Ngoài những cái phần in ra thì còn thêu hoa nổi, các cái cánh hoa rồi đính chai, đính cườm. Nói chung là trông rất là lộng lẫy. Và áo dài 4 tà nữa. Và bây giờ thì mình sẽ thử luôn chiếc áo dài này nhá. Xinh vô cùng. Cái phần cánh bướm này nhìn thế này thôi nhưng mà nó đứng rất là tự nhiên ấy. Kiểu đến mới nó sẽ bay như thế này này. Bay rất là nhẹ chứ nó không bị cứng đâu. Mình nhìn thì tưởng cứng đâu, nhưng mà nhìn ở ngoài nhìn mặc rất là mềm. Và cũng không có một cái lớp gì gọi là tạo độ cứng ở đây cả, nhưng mà nó vẫn đứng một cách rất tự nhiên, rất là mềm mại. Có thể là váy mới unbox nên là chưa là, nên cũng hơi bị vướng cái nếp gấp một chút. Với cái áo này thì mọi người có thể dùng một cái bờm chai nhỏ nhỏ để đeo ở trên, trông nó cũng nhẹ nhàng. Rồi, đây 4 tà nhìn trông rất là duyên dáng. Với bộ này thì mặc múa cũng được, mặc múa thì quá là lồng lộn thôi, vì thực sự là mình thấy rất là độc nếu mà dùng để múa. Ít ai mà đầu tư áo này để làm một dàn múa đông. À, ngoài ra thì cũng dùng để mọi người có thể dùng để chụp ảnh để đi event, để check in. Tiếp theo là một bộ váy xanh, không xanh lắm, hơi nhạt một chút, hơi kiểu xanh xanh ghi đá. Wow, xinh quá, cũng là váy 4 tà. Cái tay áo này thì hơi khác một chút này. Cái tay này là cái tay bồng, kiểu tay bồng xong rồi là trễ vai, hạ vai. Thử luôn, cái này là thử luôn cho nóng. Quá xinh, mình không biết dùng từ gì để diễn tả hết cái vẻ đẹp của cái bộ đồ này. Tức là đính kết các thứ thôi, nhưng mà với cái phần tay, phần vai cũng thứ nó rất là duyên dáng, rất là nhẹ nhàng, trông kiểu tiểu thư sang chảnh các kiểu ấy. Tiếp theo, một túi đồ tiếp theo. Ồ, người ta thấy sự lung linh nổi bật và xinh xẻo ở đây chưa? Đây là một dàn yếm rất là hồng. Yếm ở trong là một lớp, nó có phần sau lưng co giãn này, có đính chai, đính ngọc ở cổ, đính đá, và có một cái lớp voan kính ở trước để tạo sự bồng bềnh điệu đà. Với cái yếm này thì mình nghĩ là mình sẽ mặc cùng với một chiếc quần trắng không rộng. Giờ thì mình sẽ thử luôn cái yếm này nhá. Cái yếm hồng này thực sự là trông rất là nổi bật, mà không, cái này không đã nổi rồi. Nhưng mình nghĩ là yếm dân gian thì mình sẽ mix thêm với một cái vấn. Vấn này thì mình đã unbox tập trước, và mình cho tập trước mình có nói là mình sẽ đặt may một cái yếm màu hồng, và đây chính là nó. Và trông nó nhẹ nhàng đơn giản thế này thôi, để khi mà mình cầm đạo cụ vào cùng ấy thì sẽ không bị rối mắt, bởi vì bản thân cái màu hồng này nhìn nó đã rất là nổi rồi. Và kết quả là hai cái màu hồng này cực kỳ hợp nhau. Mình biết là khi mặc yếm thì sẽ có nhiều bạn cảm thấy là bị ngại hở bắp tay hay là ngại hở nách. Mình nghĩ là sẽ mix thêm với một cái áo khoác màu hồng nữa, hoặc màu trắng hoặc màu hồng. Mình sẽ thử với một cái màu hồng nhá. Trời ơi, mấy wow, cái màu này nó hợp nhau kinh khủng. Mặc áo khoác lên còn đẹp hơn là không mặc áo khoác ấy. Mọi người hãy sử dụng cả một combo này nhá. Và mình đã có số lượng khá là lớn cho bộ này, nên là mình sẽ nhấn mạnh lại là nếu mọi người yêu thích bộ trang phục này thì có thể thuê tại trang phục biểu diễn February ở Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội. Và tất nhiên là có cho thuê online rồi. Một phút quảng cáo. Rồi bây giờ mình sẽ unbox những bộ tiếp theo nhá. Bọc này to quá này. Mọi người đã thấy một sự Nhìn thấy màu vàng đã thấy nổi bật công chúa lồng lộn chưa? Cái tà của nó khá là to, đính kết cũng tỉ mỉ nữa. Bộ này được đính rất là nhiều. Cái tà tay ombre này khó nhào, tại vì để trong bọc này bị quấn hơi lâu nên mình sẽ bỏ ra để là. Tiếp tục với mấy cái bọc nhỏ nhỏ này nhá. Bọc này thì lại là áo dài. Là áo dài xinh lắm mọi người ơi. Rồi, đợt này khách mà tới cửa hàng trang phục Fevery thì đúng là ngộ độc cái đẹp, choáng ngợp, bộ nào cũng muốn mua về. Trời ơi, tiếp tục là một chiếc áo dài xanh vô cùng nổi bật. Mình chuyển từ xăng lá cây sang xanh da trời nhá. Bóc cái bộ này là bộ thứ hai màu xanh rồi. Tiếp tục là hoa đính nổi, không phải là chỉ có in. Đây mình sẽ show luôn cho mọi người xem là toàn bộ phần hoa này là khâu tay này, cả ngọc trai đính nổi các thứ. Cũng là áo dài 4 tà, áo dài tơ. Đẹp quá, giờ mình thử luôn nhé. Đây cũng là một chiếc áo dài rất là nhẹ nhàng, mọi người có thể mặc để chụp ảnh cũng được, và múa cũng được. Số lượng thì không quá nhiều. Đây, nhưng mà mọi người thấy đây, hoa nổi tất cả. Cái áo mới là vẫn còn nếp gấp mà mình chưa có là, nên là nhìn nó hơi nhào một chút. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục unbox tiếp nhé. Rồi, áo dài tiếp. Đấy, áo dài màu rất là nhẹ nhàng, màu be hồng, màu sắc rất là nhã nhặn. Cái áo này là những cái đường này là những cái đường thêu nhá mọi người. Cũng là một áo dài 4 tà và với cái tay xòe. Cái màu này ở ngoài rất là xinh, rất là nhẹ nhàng mà nó hợp với màu tệp, với các loại màu da đều mặc cái bộ này đều rất là hợp. Tiết sen rồi mình sẽ thử luôn. Khi mình mặc lên thì mọi người thấy có thể là ở phần dưới này nó hơi nhàu, nhưng mà đấy mình nhắc lại là vì áo dài mới bóc ra để trong túi lâu nên là nó cái bị nếp gấp. Và nếu mà là ra thôi là nó sẽ cực kỳ đẹp, và một là chiếc siêu phẩm. Rồi mình thấy là cái áo dài này cũng là một cái màu sắc nhẹ nhàng, họa tiết cũng nhẹ nhàng nữa, có cái điểm nhấn ở vai này. Nhìn mặc vào thì trông rất là thanh lịch nhưng mà không kém phần nổi bật. Bởi vì nhìn cái cách mà nó lên họa tiết cũng lại ấy. Không chỉ có theo hình hoa ở đây đâu mà nó còn đính cườm và đính các cái viên ngọc trai rất là nhỏ ở trên áo. Để mình mang một cái áo mang vào gần cho mọi người nhìn nhá. Phần cổ xẻ nó cũng khác này, ở đây có một cái xẻ giọt nước này, ở đằng sau lưng cũng có xẻ. Mình sẽ cầm gần một cái chiếc áo lên để mọi người thấy là những cái đường thêu đính cườm của nó lấp lánh đính trai đấy, chứ không chỉ có đơn giản là chỉ có họa tiết không đâu. Họa tiết này cũng là họa tiết nổi chứ không phải họa tiết in. Váy áo này là 4 tà, chung là áo dài lại tiếp tục là áo dài cao cấp. Đợt này mình rất là đầu tư vào áo dài cao cấp, bởi mình muốn là khi mà mọi người đến với cửa hàng trang phục biểu diễn Fevery thì sẽ được trải nghiệm, được mặc lên những cái áo dài đẹp nhất, mới nhất, luôn luôn đi đầu xu thế. Và kể cả Vũ đoàn mình cũng vậy, Vũ đoàn các bạn cũng sẽ mặc những cái bộ áo dài đẹp nhất, mới nhất. Tiếp theo nha. Cái gì đây? À, áo dài tiếp. Ngộ độc áo dài luôn. Ngộ độc cái đẹp của áo dài. Uầy, đẹp quá. Quá đẹp. Đây là cái kiểu tay mà mốt năm nay á. Cái kiểu tay mà van van ở hai bên, hạ cánh nhá. Hồng trắng nổi bật nhá. Cái này thì mình có thể mặc với quần hồng ống rộng hoặc quần trắng ống rộng đều hợp. Một cái áo dài hồng khá là nổi bật, hồng trắng như này thì mặc lên sân khấu rất nổi. Với cả cái phần cánh tay bèo, cái phần cái vai bèo, hạ vai này nữa, đang là mốt trong năm nay. Rất là nhiều người thích cái áo dài như này. Yên tâm là khi mặc lên nó có giơ tay nó cũng không bị tốn lên đâu, nó sẽ rơi ngay xuống thôi, không hề vướng chút nào. Mình thấy ra cái bộ áo này rất là xinh. Cái áo này thì chỉ dùng để múa thôi chứ không có mặc chụp ảnh như cái bộ áo da trước rồi. Tiếp theo là mình cùng unbox cái bọc tiếp theo nhá. Wow, bộ sen mới đấy mọi người. Loại lồng lộn rồi, đính sen nổi luôn. Lá sen nữa này, cái lá sen được in này. Đính vào xinh không? Tà này hình như là tà rộng đấy. Cái voan này mọi người này, có thể nhìn mọi người chưa nhìn trên clip nó sẽ không rõ, nhưng mà nếu mà cầm ở ngoài ấy, nó là van óng, nó sẽ rất là bắt sân khấu. Cái ảnh đen vào nhìn nó sẽ lấp lánh. Cái chất liệu này bản thân mình cầm mình cũng thấy nó rất là khác so với cái voan lưới khác mà mình từng cầm. Tay ra nữa đó, tay ra lưới. Cái phần nách này sẽ không yên tâm, nó không bị lo hở nách hay gì nhá. Đây cũng sẽ là một bộ sen mà mình nghĩ là sẽ là siêu phẩm và khá hot trong năm nay, bởi vì cái bộ sen này nó có đặc điểm là nó có thêm tay này, và nó có rất là nhiều chi tiết mà rất là cầu kỳ cho bộ này. Sen đính nổi nhá, với những cái đường điểm qua này, cái đường kẻ này, rồi cái phần này nó là lá sen in riêng và may riêng, cũng đính riêng. Tà này còn tà riêng, một tà ombre nữa. Cái tà này rất là rộng này, đủ để mình cầm lên và múa. Wow, tròn, hơi rộng như thế này. Đấy, và đây sẽ là một cái điểm nhấn của bộ trang phục này, Tức là cái phần tà này có thể cầm lên được và cầm rộng để xoay. Bộ này thì nhìn mặc thế này thì hơi thiếu. Chính vì thế mà mình có một cái mấn 2 tầng. Mà hôm nay thì cái mấn nó chưa về cùng bộ này nên là mình cũng chưa thể unbox được trong vít này. Thế thì mọi người sẽ chờ cái bộ sen này lên hình cùng với chiếc vấn đó ở trong một bài sen tiếp theo trên kênh Vũ đoàn Fevery nhá. Và tập cuối cùng, bọc này là bọc nặng nhất, to nhất, là nhiều đồ nhất. Và mình hộp với cái bọc hàng này bởi vì làm tất cả cái dáng áo dài là những cái dáng ít thấy ở các cái áo dài cho thuê múa khác. Mọi người sẽ rất là ít thấy. Vậy cái kiểu dáng này là kiểu dáng mới. Tất nhiên nó không phải mới đến cái mức mà chưa có ai làm, mà ý mình mới ở đây là nó không được số đông mặc ấy. Mình thích những cái thứ mà chưa ai làm, thế nên là mình sẽ đặt may. Gì vậy? Ủa gì vậy? Cái áo khoác này đáng lẽ phải mặc cùng từ nãy. Mình quên mất cái này, bọc này ngoài áo dài thì có áo khoác. Cái áo khoác này vải là vì mình thấy vải quá đẹp. Vì vải quá đẹp thế nên là mình đã đặt may. Áo này sẽ là chỉ duy nhất tại cửa hàng trang phục biểu diễn February. Cô bảo hết xem trong cái túi này có những cái gì rồi mình sẽ bóc xong. Mẫu khang này, lý do mà cái tập này mình rất là đầu tư và rất là háo hức, thực sự cực kỳ háo hức luôn. Cái xuất hiện đầu tiên này thì mình sẽ thử nó đầu tiên nhá. Rất là mặc với cái này thì nó hơi bị nhiều màu. Áo khoác nhé mọi người, áo khoác này thì thực sự là nó quá nổi rồi. Thế thì áo này mình ở chân ở dưới màu xanh này, trên màu hồng này, thế chắc là mình sẽ khá là khó mix, nhưng mà nếu mix được thì sẽ thực sự là một siêu phẩm nổi bật, độc lạ. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ chưa mix luôn và mọi người sẽ cùng chờ đón cái siêu phẩm này trong một bài múa gần nhất của February nhá. Chiếc áo khoác này, cái màu đỏ này ra trước, mọi người đoán xem cái mẫu này nó như thế nào. Chất liệu vải lụa cabotai nhẹ nhàng. À, cái tay này, cái tay kính này dài bằng áo luôn, đây là cái tay ấy mọi người. Thử luôn nhá. Nhìn một mình thì nó có vẻ hơi xến, nhưng mà nếu mà mặc đông người vào á, mà múa cùng với cánh tay này này, trông nó rất là hiệu ứng, nó rất là đẹp. Đây, cánh tay như thế này đó, vì cái tà này nó dài như này nên là tạo cảm giác cực kỳ dân gian cho cái áo dài này, chứ không phải là kiểu áo dài hiện đại. Thế là mình đã mix với một chiếc vấn chắn màu đỏ. Cái họa tiết ở trên này nó chỉ đơn giản như vậy thôi, để khi mà mặc đông người lên ý thì trông nó không bị rối. Chiếc áo cũng tiếp tục là vô cùng lồng lộn tiếp này, bao luôn, bao luôn. Màu sắc nó vô cùng là lồng lộn và độc lạ. Cái chủ trang phục này mọi người sẽ thấy là nó rất là lạ, màu sắc các thứ, tức là nhà bộ này rất là liều. Kể cả cái màu tím này lên là đã lạ rồi này, không phải là cái áo này còn có vài màu nữa, chuyển màu mấy loại màu lại, mix với phần màu hồng để cho nó nổi bật và nó khá là khớp với cái phần tay tím này. Cái phần tay voan tím này làm rất là rộng nên có thể khi mà múa thì có thể ôm ra các thứ, thì cảm giác tạo độ hoành tráng. Thì mình sẽ thử cái nào đấy thật là nổi bật với cái set đồ này. Tiếp theo là một cái áo dài cuối cùng nhá, áo dài màu trắng, tay này, cánh tay cũng ra một đống vải luôn. Cái phần họa tiết này không phải là quá mới, mình thấy là họa tiết sen này nó không bị cũ, mặc dù là nó có khá là lâu rồi nhưng nó không bao giờ bị cũ và nhìn luôn đẹp, luôn sang. Tức là một nó đơn giản. Và đây là bộ cuối cùng trong cái buổi unbox đồ mới ngày hôm nay. Và thực sự là bộ cuối cùng này đúng là một vedette. Kiểu mà mặc lên sao nhỉ? Cảm giác nó thanh cao, nó nhẹ nhàng, nó rất nổi bật. Nhất là cái tà tay này này, khi mà mọi người múa nó bay lên rất là đẹp. Có thể là nhìn ở đây thì nó hơi nhàu, vì chưa là, vì mới bắt được trong da. Mình sẽ thử múa một chút với cái bộ này nhá. Ôi, wow. Cái tay đấy, cái tay này múa rất là đẹp, nó bay lên. Mọi người cũng không cần cầm nhiều đạo cụ, bản thân cái bộ quần áo này đã nổi rồi, kể cả đi lại các thứ nhìn nó cũng thướt tha theo ấy. Đơn giản thôi là đã đủ đẹp rồi, mà lại còn là áo dài nữa, thế nên là hợp với rất là nhiều bài, dễ múa, dễ mặc. Và đây cũng là bộ áo dài cuối cùng trong buổi unbox ngày hôm nay. Thực sự là buổi unbox ngày hôm nay toàn những siêu phẩm, mà quay ra bộ nào mình cũng thấy thích, quay ra bộ nào mình cũng thấy kinh khủng. Và các bạn có thể comment cái bộ quần áo nào, trang phục nào mà các bạn thích nhất ở dưới clip này nhá. Cả các bộ trang phục này thì đều đang có sẵn tại cửa hàng trang phục biểu diễn Fevery tại phố Kim Mã Thượng, Hà Nội. Mọi người có thể trực tiếp đến thử cùng trong không gian áo dài, trong không gian trang phục biểu diễn với tràn ngập các mẫu mới cực kỳ đẹp này nhé. Và xin tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Vũ đoàn Fevery.